Rồi xong rồi, chọn thử đúng không? Rồi ok, ôm lại mấy cái này, công thức này quá ổn các bạn ha. Đây trường hợp gì đấy? Chủ động, được chưa? Dịch cho thầy là gì? Nhờ ai đó làm cái gì đó, sai ai đó làm cái gì đó. Nếu mà dịch các bạn có thể dịch cái tâm ngữ trước, được chưa? Nhưng mà chia cũng phải coi là chủ hữu số ít hay số nhiều, hiện tại đơn chủ ít hay nhiều, rồi hiện tại tiếp diễn hay là hiện tại hoàn thành hoặc là tương lai gì đó, nó có rất nhiều câu hỏi nữa các bạn, được chưa? Đó là cái trường hợp này ha. Rồi cứ nhớ này, có phải lúc nào tâm ngữ cũng là người không? Không, không phải lúc nào tâm ngữ cũng là người, được chưa? Tâm ngữ còn là vật, nhưng mà đa số vật nó sẽ là bị động. Nhưng có phải lúc nào cũng bị động không? Không, cũng phải coi kỹ này là cái vật đó nó có bị động nữa hay không, được chưa? Rồi đó trường hợp chủ động ha, chưa bị động thì chắc là cả đó biết rồi ha, ha là get. Rồi tâm ngữ rồi chưa? Rồi sau đó là bước ba thầy, quá dễ rồi, chơi cái nào cũng được thầy nha, ha hoặc get chơi cái nào cũng được, ok nha các bạn. Đó, nhưng mà để làm những bài này đầu tiên phải xác định cái gì trước cho thầy. Không ngữ đâu, thì đúng rồi, chính xác, phải xác định cái thì trước thầy, coi thì gì trước, được chưa? Đó rồi coi ha rồi get, rồi sau đó coi chủ ngữ thầy ít hay nhiều, được chưa bạn? Đó, đó chỉ có như đó thôi, còn gì nữa không ta? Để thầy nhớ được coi còn gì nữa không. À, đối với cái trường hợp nó bị động, nếu mà muốn nó bị tác động bởi ai đó thì chỉ còn gì buy rồi còn tâm ngữ nào thôi, được chưa bạn? Đó, nếu mà đề nó ra mà nó muốn xác định là ai là người thực hiện, được chưa, thì các bạn có thể buy phía sau này, được chưa bạn? Đó thì nó sẽ chỉ nói như đó thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bài tập tiếp tục. Hồi bữa mình dừng tới con số mấy các bạn? Hồi bữa mình bị thiếu con số mấy? Hồi bữa mình bị thiếu câu số... Hồi bữa là mới có câu số 6 hả? Câu số 7 chưa làm phải không? Câu số 7 phải làm đi. Rồi câu số 8 với thầy luôn nè. Câu số 8 là thầy đi Thiên Anh. Câu số 8 phần số 2 các bạn. We have just had á. Rồi câu này chắc chắn không biết common answer là gì đúng không? Đó nhưng mà anh dự đoán được coi nó là người hay vật? Người. Người, thì người nó sẽ như thế nào đây? Thì chọn gì? Tạo ra ghế thì chọn gì? Xu chưa? Rồi có ai có đáp án khác không? Câu số 8 phần 2. Một bạn chọn A, tại sao em chọn A? Tại sao quá khứ làm gì em? Một là động từ nguyên mẫu, hai là bị động. Chứ tôi đi qua gì quá khứ đó, đúng không? Tại sao em chọn cái gì? Thì có B này, bạn chọn B mà. Cô D hả? Tại sao em chọn B hay D? Ok thì B thôi, được chưa? Thì câu này chắc chắn là cái gì? Buộc là các bạn phải biết nghĩa common sense là gì? Common sense là gì mới đúng? Là gì biết không mình? Ừ, thợ mộc. Rồi khi biết vào thầy, common sense, thợ mộc. Ừ, là vậy là bữa nằm rồi đúng không mình? Đó, thầy nói rồi, vô đây là bị học lại thôi. Nhưng mà chắc là tối nay em vẫn coi video nữa nha, bởi vì lớp kia vẫn còn nữa nha. Rồi, commenter thợ mộc. Rồi, thì câu này chắc chắn là gì? Chúng tôi, người thợ mộc vừa mới làm cho chúng tôi cái ghế này. Được chưa bạn? Rồi, tiếp tục câu số 9 giúp thầy luôn đi cảm thi. Câu A, xui chưa? Đó, đầu tiên các bạn phải xác định cái thì trước các bạn. Nè, câu này hát và ha, đầu tiên xác định thì trước các thầy. Được chưa? Rõ ràng, what did you do this morning? Được chưa? Thì chắc chắn vé sau cũng là quá khứ đơn luôn như thầy. We had the room whitewashed. Được chưa? Whitewashed thì các bạn chắc khỏi không biết đi. Whitewashed nó đang nghĩ là gì mình nhớ không mình? Quét vôi, khỏi biết các bạn, khỏi không biết. Được chưa? Quét vôi đó các bạn. Thì đó là cái tường hoặc là cái phòng nó được quét vôi. Nhưng mà bởi vì này chắc chắn là chọn hát. Hoặc là chọn gì các bạn? Hoặc là chọn hát hoặc là chọn gì? Hát hoặc là gì? Có, đúng rồi. Nhưng mà trong này nó có tu là không được. Được chưa các bạn? À, ổn ha. Rồi, có như đó thôi. Còn cái bài sau để thầy coi, đúng rồi. Bài sau. Rồi, bài sau, bài phía dưới này nè. 6 bài phía dưới là mình chia đối với trường hợp ha hoặc là ghét thôi, đúng mình, đúng không anh? Đúng rồi, em coi lại bài số 5, bài phía dưới đó. Ha và ghét thôi, đúng không? Rồi, ok. Cái này là bài tự luận. Là buộc các bạn chia ha hoặc là ghét. Nhưng mà cũng phải coi cái gì vậy thầy? Con thì. Được chưa? Rồi coi chủ ngữ. Nhớ thầy như vậy. Để cho thầy giảng nó kỹ ha. Rồi thì bây giờ làm luôn đi các bạn, những bài này cũng dễ thôi nè. Rồi làm cho thầy luôn đi, cảm hàng hoài, cảm hàng thầy coi. Coi kỹ nha. Rồi dịch thử thầy coi.
Tự rửa xe. Tha hồ ghét cho thầy coi. Nhưng mà phải có thi nè. Rồi có bị động hay không? Đó, chủ động thì không có cơ 3. Have gì? Nó có ít rồi gì nữa? Tại sao nguyên mẫu? Cái gì chủ động? Được, câu chủ động cái đó. Nhưng mà quan trọng là coi cái tâm ngữ chứ em coi chủ ngữ làm cái gì? Em coi cái tâm ngữ chứ, chứ mắc mới em coi chủ ngữ. Ừ chứ tự nhiên mắc mới em chọn tâm ngữ làm cái gì? Mình cứ quan tâm, xin lỗi, mình quan tâm chủ ngữ làm cái gì? Quan tâm cái tâm ngữ ít nè, ít là cái gì em? Ừ, quay chiếc xe, và chiếc xe nó phải được như thế nào các bạn? Được, rửa, được chưa? Bị rửa cái gớm quá. Được rửa các bạn ha, thì câu số 1 đó chính là gì? Đầu tiên chắc chắn là cái đây always là thì hiện tại đơn, cho nên là buộc phải sử dụng, đó chính là have hoặc là gì? Vì là bị động mà, cho nên have hoặc là gì? Get it washed. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Have hoặc là get it washed, bị động á, chứ thoải mái, còn chủ động bị tách ra. Have it, have cái gì đó, wash, hoặc là get cái gì đó, to wash. Nhưng mà đây bị động chơi thoải mái. Và cái này cái thì hiện tại đơn, được chưa? Đó. Dễ mà đúng không? Đâu có đâu. Thì câu này là gì? Tôi chưa bao giờ tự rửa xe của tôi. Mai xe là tự đã. Và tôi luôn, nó luôn được sửa tại cái gì đây? Tại cái chỗ rửa xe ở dưới đường. Rồi câu số 2 với thầy luôn luôn mình như. Coi kỹ cái này là thì gì ha. Em phải phân tích. Nó thì nó đơn giản, một tương lai, hai hiện tại, ba là quá khứ. Coi thử nó đã xảy ra chưa ha, nó xảy ra tương lai, hai này nói chung chung thì dùng hiện tại đơn. Đó. Cái này em nghĩ là nó đang dùng thì gì đấy? Tại sao dùng hiện tại đơn? Cái này cái gương đó em. Tại sao cái này dùng hiện tại đơn? Tóc của ấy được cắt ngắn thì dùng hiện tại đơn hả? Hiện tại đơn nó sẽ nói những cái gì em? Một cái sự thật hiển nhiên, nhưng mà cái này nó không có liên quan. Hoặc là không nhất thiết là sự thật hiển nhiên em, nó còn đa số là một cái thói quen. Được chưa? Đó, thì cái này là còn phía sau gì là I think it really suits her là gì? Ờ, tôi nghĩ nó thật sự hợp với cô ấy. Thì em nghĩ là con nhỏ này nó như thế nào? Cắt tóc rồi thì giờ dùng thì gì? Ừ, quá khứ đơn, được chưa các bạn? Được chưa? Thì quá khứ đơn thì cái này chia một là hát, thầy xin lỗi, một là ha hay là ghét thì thử thầy coi. Mai gì đây? Mai gì? Cái gì vậy? Mình đang dùng cái gì em? Mình đang dùng ha, đang dùng ghét ta? Sao nó đang nói gì vậy? Hát hoặc là gì? Cái này có bị động không? Tại sao bị động? Ở tóc mà, được chưa? Cho nên thầy dùng ghét được không? Nhưng mà ghét này đúng không? Ừ đúng rồi, gót gì? Her hair. Cut short, cut có biến đổi gì nữa không? À, bởi vì cái này phục ba của cut nó vẫn là cut, được chưa bạn? Đó, được chưa? Hát hoặc là got her hair, cut short, phải phân tích như vậy. Ngoài cái việc mà mình biết nghĩa của nó là chủ động bị động thì buộc phải phân tích thì nữa, khó hơn một lần nữa. Được chưa? Đó, nhớ thầy ha. Lúc nào cũng phân tích như vậy nha thầy. Kìa các bạn ha. Và các bạn nhớ thầy, đó chính là chữ su. Nó đang nghĩa là gì các bạn? Su là gì? Hợp, nó sẽ đồng nghĩa với cái từ nào hợp mấy đứa? Đồng nghĩa từ gì mình? Hợp. Đó, quên. Muốn chết từ hợp à, mặt không? Rồi, hai chữ hàng nha. Su đồng nghĩa với gì? Match. Rồi, mình ghép thầy. Hai chữ hàng. Mình lớp số 1 nha. Học chưa? Dễ không? Hai chữ hàng thì nhớ. Rồi, ổn các bạn ha. Su đồng nghĩa với match là nó hợp. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 3 với thầy luôn đi Thịnh. Roof là gì em? Ừ, roof là mái nhà. Rồi gì nữa? Đó thì làm đi, có ai biết? Bị động thì chơi như thế nào?
We need to gì? Have. Cái gì? Have hoặc là gì? Have hoặc get là gì nữa? The rock. The roof là gì nữa? Repair nguyên mẫu hay như thế nào? Đúng rồi, repair cục phá. Được chứ? Đó, ok các bạn ha. Là thì câu này là gì? Dựa trên thầy lẻ luôn em. Đúng rồi, bởi vì mái nhà còn được sửa. Được các bạn, we need to, sau need to động từ phải như thế nào? Nguyên mẫu thầy, sau need to động từ nguyên mẫu. Thầy nhắc lại nha, lúc mà thầy dừng cái câu số mấy thì các bạn đừng có làm cái câu kia nha. Chắc gì mình làm đúng, được chứ? Rồi, roof mái nhà và thầy có cụm thành ngữ đó chính là hit the roof. Rồi, đây là một cụm thành ngữ viết vào thầy. Hồi trước giữa kỳ thầy đã ôn rồi, nhưng mà bây giờ thầy ôn lại lần nữa. Đó chính là tức giận. Các bạn cứ tưởng tượng làm sao để học từ này. Quá dễ tưởng tượng đúng không? Mình tức nó nổi mà mình gì đây? Cái đầu mình nó nổ tung, đụng tới gì đây? Nóc nhà luôn, chán vậy. Được chứ? Tức giận. Hit the roof. Thành ngữ nha các bạn. Bởi vì cái đụng thành ngữ. Biết vô chưa em? Biết vô chưa? Ok. Tức giận. Rồi, ổn, làm thầy câu số 4 với thầy luôn đi, Nghi. Hát her ears đúng không? Rồi gì nữa? Ears. Yeah. Đó thì câu này các bạn có, em có biết nghĩa cái kia sao gì không? Không, nhưng mà em biết nó bị động được không? Được, đúng cái tay rồi, cái tay thì chắc chắn nó làm gì, em làm ăn được gì? Đúng không? Đó thì câu này. Từ này biết sao mới được? Ears này đúng không? Rồi, ok, bị động. Thì câu này ears nó là gì ta? Sỏ khuyên, được chưa, học luôn cái thầy. Đó, sỏ khuyên tai. Đây động từ bạn sỏ khuyên tai. Các bạn thích sỏ khuyên tai không? Đặc biệt là mấy bạn nữ nè, peace nè, được chưa? Nhưng mà có những bạn nam mà thích hip hop, là thích phong cách, rất là phong cách đó các bạn. Có một cái lỗ bự bự từ ngay đây nè các bạn, ngay tai nè, biết mà đúng không? Đó, cái đây cũng gọi là peace luôn đó. Muốn làm cái thịnh. Rồi peace, cái gì đây? Gọi là gì? Sỏ khuyên cho mấy đứa, khuyên lỗ tai, được chưa? Đó. Hoặc là lưỡi được mấy đứa, lưỡi, môi được luôn. Được chưa? Mũi cũng được luôn. Cái bộ phận này dài dài cũng được luôn. Được chưa? Chơi cái nào cũng được. Rồi, tiếp tục nha thầy. Câu thì câu này chắc chắn là gì rồi? Chọn thầy là hát hoặc là gót được không? Gót được không? Được. Rồi, tiếp tục câu số 5 với thầy luôn đi nhà. Vậy em chơi gì đây? Câu số 5 như thế nào? Nhưng mà em đọc từ đầu tới cuối. Jen wants gì? Wants. One hát. Hát này hả? Rồi gì nữa? Hoặc là ghét đúng không? Ghét gì? Thôi photo cho nhanh gọn đi. Rồi gì nữa? Đây nguyên mẫu đúng không? Tại sao bốc ba? Bị động chắc chắn là hình nó phải được chụp bởi ai đó. Nhưng mà câu này nó ổn chỗ nào các bạn? Thả đặt sách gì? Chắc kịch, đúng rồi. Nhưng mà câu này nó chưa ổn chỗ nào? Phải là two hát, bởi vì one mà. Phải là one two. Được chứ bạn, bởi vì gì đây? Ha, hoặc là ghép là động từ thường. Mà sau one thì phải là one two như thầy đó. Hay chưa? Thì câu này cũng bị chốt bốt lúc này. Được chưa? Phải là one two nữa các bạn. Coi kỹ thầy nữa. Hiểu không? Có ai chưa hiểu chỗ nào không? Hiểu không đi? Mình hiểu không? Ok nha, sau one là one two, nít cũng nít two, ha, ha two luôn. Được chứ? Rồi. Câu số 6 với thầy luôn đi Vinh. Have their house. Có gì đó? Redecorate. Được chưa? Thì chắc chắn là nhà thì chắc chắn phải được gì em? Được gì? Được trang trí như thế nào? Trang trí lợi. Được chưa các bạn? Đó, thì trang trí rồi, các bạn nào không biết không? Biết mà đúng không? Thầy nghĩ cái từ này không biết trang trí rồi, đó chính là trang trí. Re nữa là gì? Trang trí lợi, được chưa? Nhưng mà giải bộ đề thi nè. Have decided chấm 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 thì phải thêm cái gì thầy? Tu, bởi vì sau decide động từ phải có tu, các bạn tập trung nha, sau decide động từ phải có tu, nhưng mà nó có tu sẵn rồi.
sướng, được chưa? Đã không còn nữa. Rồi ổn không các bạn? Có chỗ nào thắc mắc thì hú lên thầy nha. Là những bài này cũng dễ quá rồi. Bữa hôm sau thầy thì cũng bị khó hơn. Mỗi ngày thì nó phải gọi là lên level chứ mà. Rồi nhớ thầy nha. Rồi tiếp tục làm thầy những câu trắc nghiệm kia. Rồi thầy cho thầy có tiếp tục luôn đi tính. Và phần số 3 trắc nghiệm. Rồi câu số 1 luôn nha. Ừ đúng rồi, phần số 3 đó, câu số 1, rồi là xin lỗi, bài câu số 12. Bây giờ em biết em có biết librarian là gì không? Là gì? Hả? Cái gì không nghe? Thư viện hả? Cái người người quản viên thư viện, được chưa, phải như vậy? Được chưa? Người quản thư viện. Được chưa? Đó thì từ này chắc ai cũng biết rồi. Library là thư viện, librarian đó chính là người quản thư viện. Được chưa? Làm sao để biết nó là người các bạn? Nó có gì? Hình. Ví dụ musician là gì? Musician là gì? Nhạc sĩ. Được chưa? Chắc thầy biết chưa? Biết ra thì mấy đứa mới hiểu. Được chưa? Thì đây cũng có hình nè. Dấu hiệu người nữa là gì? R. Còn gì nữa? Gì nữa? R. Đúng rồi, actor nữa nè. À, thầy sẽ nói R rồi chứ. Được chưa? Hoặc là gì nữa? Nhiều nhất là gì? Nè. Nhiều nhất là hai cái này nè. Được chưa? Đây là dấu hiệu của người. Được chưa bạn? Viết vào trang nhớ. Viết vào hết đi. Đây dấu hiệu của người. Đuôi nhưng mà đây gọi là hậu tố. Được chưa? Nhưng mà có phải lúc nào cũng vậy không? Không phải lúc nào cũng vậy nha các bạn. Được chưa? Đó, đa số những trường hợp này thì đuôi của nó, những bốn cái này là người, đang nói về người. Dấu hiệu được biết đó là người đó. Mà đa số người là chủ động. Được chưa? Cái này sau này các bạn quen đây gọi là hậu tố. Được chưa bạn? Các bạn hiểu hậu tố là gì không? Hậu là đứng cuối cùng, được chưa? Giống trong hậu gì mấy đứa? Hậu gì mà đứng cuối cùng ta? Hậu gì? Nó hậu gì? Hậu gì? Hậu gì? Hậu cung. Trời ơi thằng này mày biết ngay mà đường được hỏi câu đó là nguồn của là hậu đó. Rồi em biết hậu gì không? Em biết em hậu gì không? Hậu đầu quá. Rồi, là thằng có số 12 thì câu 12 chọn gì tính? Chắc chưa? Câu này nó có động từ gì? Để cho bạn làm nè, câu này có động từ gì? Bút gì đấy? Động từ mà em? The students got the librarian. Cái này chủ động hay bị động? Chủ động. Chủ động nhưng mà quan trọng em coi cái động từ đó là have hay là get. Get thì chủ động thì như thế nào? Trời ơi thấy không? Đó, chốt quốc chưa? Vậy chọn lại thầy coi. Trời ơi thấy chưa? Trời ơi. Thấy làm sai chốt quốc không? Tính thấy chưa? Trời nó cứ như đó mà cũng đem sai nữa. Rồi 12B đi các bạn. 12B, 2 by. Trời đã dạy như vậy, công thức có sẵn rồi mình cũng để làm sai những cái bài này nữa, uổng sao mà uổng. Rồi tiếp tục con số 13 cho thầy luôn đi Bình. Có gì? Chắc chưa? Xôi chưa? Rồi ok, rõ qua rõ ràng là build, bởi vì cái này động từ là hát rồi. Nhưng mà đây thì quá khứ hoàn thành các bạn ha. Đó, thì build thì động từ nguyên mẫu thôi. Nếu mà got thì phải là gì? To build. Nhưng mà có hát rồi. Đó, quá ổn rồi. Cái này không còn nói nhiều nữa. 13B thì câu này là gì? Là John nhờ anh ta của nấy xây nhà cho nấy, được chưa? Rồi câu số 14 chúng ta luôn đi Huy. Chắc chưa? Rồi nó đã có have rồi, quá dễ. Get thì phải to bring, thì 14 là chọn A. Những bài dễ thì làm nhanh luôn các bạn. Rồi tiếp tục câu số 15 cho thầy luôn đi. Ai thằng nữa rồi hả? Uyên. Rồi ok, chọn gì? Sure chưa? Coach nó là gì em? Áo khoác. Vậy áo khoác nó là vật thì em nghĩ là nó đang chủ động hay bị động? Bị động thì em chọn A hả? Ôi trời chứ sao vậy? Chứ sao con kỹ là sao Yến? Sao để toàn để sai? Mình đã biết chắc chắn là coach đã biết là áo khoác rồi đúng không? Mà sao mà cũng để sai những câu này nữa? Bị động mình chọn A, trời ơi làm sao thầy không hiểu? Thì chọn chắc chắn chọn thầy câu B. Thì câu này các bạn khỏi còn biết chữ press. Phép trong trường hợp này mang nghĩa là gì các bạn biết đi. Thôi nhưng mà cũng học cho thầy. Chữ phép, động từ nó mang nghĩa là gì các bạn? Động từ nó nghĩa là gì?
Động từ mang nghĩa là gì? Động từ mang nghĩa là gì? Là gì mới đó? Nhấn. Được chưa? Đó, động từ là nhấn. Được chưa? Còn áp lực thì đó chắc là nhấn thì chắc chắn nó tạo áp lực hơn cái từ đó, không biết thì nhấn chứ các thầy. Được chưa? Nhấn đây động từ như mới đó. Và danh từ của nó là gì? Danh từ nó là gì? Nhớ không Bình? Dạ Bình, danh từ của press là gì? Ý là thầy nói danh từ thì của chữ press nó mang nghĩa là gì? Không phải ý của thầy đó thôi. Ý nghĩa của chữ press, động từ nó mang nghĩa là nhấn, nhưng mà danh từ của press nó mang nghĩa là gì? Đó chính là gì bạn? Pressure với áp lực. Hiểu không? Mỗi từ là cùng là một từ nhưng từ lại nó sẽ có nghĩa khác nhau. Động từ là nhấn, còn danh từ là gì? Cậu chỉ. Được chưa? Thầy đã dạy mấy đứa dưới lớp 4 chưa? Trời ơi. Hoặc luôn thầy chắc. Cậu chỉ. Hoặc là ví dụ Sơn Tùng mà có một cái scandal lớn, một cái scandal á, lớn á, thì buộc là hôm sau phải có một cái gì? Buổi họp báo. Được chưa? Đó, nhớ thầy nha. Nhưng mà giờ báo chí trước thôi. Press. Học từ vựng nha. Thì câu này, chữ press này trong trường hợp này nó dịch là ủi đó các bạn phải không biết. Phải không biết cái từ này. Bởi vì nó ít ra. Chỉ còn biết những cái động từ nó gần ủi thôi. Thì câu này là gì? Auto là gì các bạn? Auto gì? Có ai chưa biết chữ auto? Auto là gì? Auto là gì? Có ai chưa biết không? Tôi học luôn đi. Em biết chưa? Biết chưa? Chưa đúng không? Học đi. Auto là gì? Nên thầy mong các bạn này, cái từ nào mà chưa biết thì nói lên, đừng có ngại. Có gì đâu. Auto là nên. Nên nó sẽ đồng nghĩa với suốt thì khỏi nói rồi, còn là gì nữa? Hát gì? Hát better. Được chưa? Đó, sau hai cái này. Sau hai cái này là cộng động từ gì mới đó? Sau auto, sau hát better, cộng động từ gì? Cơ, làm gì vậy? Sau, nghe thầy nói, nãy thầy đang nói gì không? Thầy muốn nói gì? Nhưng mà sau đó thầy nói gì nữa? Không tập trung. Sau auto và hát better, động từ phải như thế nào mình? Sau này động từ biên mẫu thầy. Được chưa? Sau auto, sau hát cách rồi động từ biên mẫu. Nhớ nha. Rồi, câu số 16 coi cái làm không trời. What originally? Làm không ta, bởi vì thầy cảm thấy nó cũng còn thiết trên lắm. Thôi làm luôn đi, học từ vựng. Rồi, con số 16. Con 16, các bạn chọn gì? Chọn gì Linh? Đạt chưa? Trời ơi, khó, từ đường này khó các bạn. Define là gì các bạn? Thầy dạy các bạn chữ define nhiều lần chưa? Define là gì? Không biết luôn hả? Define là gì các bạn? Định nghĩa. Động từ nha, định nghĩa. Ví dụ ai định nghĩa được tình yêu thì định nghĩa đó nó mang chức năng là gì? Thôi thầy cho các bạn hai ví dụ nè. Nghe tập trung nè. Ai định nghĩa được tình yêu, hoặc là em định nghĩa cho thầy cái từ này được không? Cái thứ hai, nghĩa của từ này là gì? Được chưa? Đó, thì cái câu đầu tiên, ai định nghĩa được tình yêu thì định nghĩa đó mang chức năng là gì? Động từ, chính xác. Ai là chủ ngữ? Định nghĩa là động từ. Còn cái sau? Định nghĩa của từ này là như thế nào thì nó phải là gì? Danh từ. Thì mà chủ ngữ làm gì đang từ loại là phải là danh từ, được chưa? Đây là động từ định nghĩa, nhưng mà danh từ cũng là định nghĩa. Thay vì dùng từ gì các bạn? Definition, được chưa? Đây là cái sự định nghĩa, được chưa? Viết vào sự định nghĩa. Hiểu các bạn hiểu không? Dạ, hiểu thầy nói gì không? Bởi vì tiếng Việt của mình cả hai này đều là định nghĩa. Ok, nhưng mà tiếng Anh là danh từ nó phải như nào, động từ nó phải như thế nào. Đó. Definition là cái định nghĩa. Học từ vựng nha, hôm nay khá là nhiều từ vựng đó. Rồi, explain là gì mới đó? Explain là gì? Là giải thích. Là chưa, như sẽ có cấu trúc gì đây? Explain something to someone. Được chưa? Phải có tu nha, chứ không được là giải thích cái gì đó, ai đó, không được, phải là đến ai đó, cho thầy. Có cấu trúc này, mặc dù explain là biết nghĩa rồi, nhưng mà phải nhớ explain something to someone. Được chưa? Đó, đề thi mà bắt các bạn coi, nó có còn chọn explain hay không, thì coi nó có chữ tu hay không. Hiểu không ạ?
nhớ thầy nha, để ý kỹ đó. Nhưng các bạn đục lỗ các bạn coi viết phía sau nữa, được chưa? Coi này có dưới từ hay không, nhớ thầy nha. Cái này biết chưa Linh? Cái này biết chưa? Rồi, ok. Tiếp tục, thầy có chữ form là gì mấy đứa? Form là gì? Động từ nha. Danh từ trước đi, danh từ nó mang nghĩa là gì? Danh từ. Mẫu, được chưa? Mẫu đơn các bạn, được chưa? Cái mẫu đơn, cái đơn trước đi, được chưa? Hoặc là hình thức, được chưa? Đó, hình thức, cách thức, được chưa? Nhưng mà các bạn hay nói chữ form, cái form này mày điền cho tao cái form này đi, được chưa? Thì đó phải là gì đấy? Là cái đơn, được chưa? Thầy có chữ điền form là gì mấy đứa? Điền là gì? Chữ gì? Cái này là đề thi để tao coi, nhớ tao coi. Đề thi năm của thầy đã ra rồi nè. Đề, như là đề thi một năm là nữa nó cũng ra luôn, nhưng mà không thể học luôn. Điền một cái gì đó là fill in a form, thầy dạy chưa? Dạy rồi. Điền một cái được, được chưa? Fill in a form, đề thi này, cái cộng này đã xuất hiện trong đề thi năm của thầy 2016. Tới giờ thầy cũng nhớ, hình như là một năm sau nữa nó ra cái fill in nữa các bạn. Mà thôi, kế hoạch luôn đi. Điền một cái form, được chưa? Còn danh từ khác nó mang cái hình thức, một từ nó có nhiều nghĩa nha. Có thấy luôn nha. Thấy không? Biết không chưa? Biết chưa? Tụi nó đây chưa biết nha. Có biết không? Dạ sao không biết? Đi nhí sao nghe hết trơn nhỉ? Có biết không? Ờ, nãy giờ có biết mấy kia không? Để thầy kiểm tra coi, chắc không? Nãy giờ có biết mấy kia không? Không biết đúng không? Có đâu? Comment tờ biết chưa? Comment tờ biết chưa? Su biết chưa? Mát biết chưa? Đâu, có đâu? Rồi, chắc chắn là gì chết bài hết đúng không? Ừ. Đừng để thầy phát hiện là chưa chết bài nữa mà. Rồi, nhưng mà động từ form nó mang nghĩa là gì các bạn? Cái này là hình thức. Còn động từ đó là gì? Thầy đã làm gì đấy? Bóp hoặc trời đất ơi, trời. Tạo hình hoặc là hình thành. Thấy không nè, nó tạo hình nè, muốn làm gì bóp con này. Thầy bóp em bây giờ. Tạo hình hoặc là hình thành, thôi là hình thành, các bạn hình thành đi, hình thành đi, hình thành, thấy chưa? Đó, nó sẽ đồng nghĩa với gì? Nó sẽ đồng nghĩa với chữ xét, thấy chưa? Xét danh từ là gì mới đó? Học rất nhiều từ vựng nha, ngày hôm nay xét là gì? Xét là gì? Hình dáng, thấy chưa? Danh từ là hình dáng nha, còn động từ là gì? Động từ để hình dáng gì? Động từ đó là gì nè? Cái này luôn hả? Dáng hả? Thì tạo dáng không này, không phải như vậy đâu, tạo dáng vậy chứ, tạo hình, được chưa? Tạo hình chứ không phải xuất hình nha. Rồi, xét danh từ là hình dáng, động từ là tạo hình. Trời, học rất nhiều từ vựng nha các bạn. Rồi, trước giờ mình cũng học rất nhiều cái tạo. Có một cái tạo nữa đó chính là cái thuật ngữ. Thuật ngữ là gì các bạn? Trong này câu số 26 thuật ngữ là cái từ nào? Là từ term đúng không? Thầy dạy rồi. Tạo ra một thuật ngữ thầy sẽ dùng động từ gì? Động từ gì? Thầy dạy các bạn dưới lớp 4 luôn. Bắt đầu chữ cỡ. Rồi quên luôn. Corn. Dạy chứ? Dạy chứ? Được chứ? Tạo cũng tạo luôn. Được chứ? Tạo nhưng tạo ra từ hoặc là tạo ra một cái thuật ngữ. Rồi dạy hết rồi đó các bạn, xong rất là vui, nó dễ thương nhỉ. Đó, hôm nay học rất là nhiều từ vựng nhưng đa số là ôn lại. Từ vựng nãy giờ có từ nào mới không? Hầu như là rất ít. Rất là ít nha các bạn, hầu như vậy hết rồi. Nhưng mà các bạn bị quên, là như vậy. Cho nên từ nay về sau là phải gọi là thắt chặt cái vụ mà học từ vựng, chứ không thể như vậy được. Bị dậm chân tại chỗ rõ ràng đúng không? Học thầy cũng lâu lắm rồi, từ vựng dậm chân tại chỗ. Có bạn xuyên thì lên được chút đỉnh đúng không? Đó, nhưng mà hiện tại là bạn thấy thấy là dậm chân tại chỗ đó nha. Rồi, thì câu này thầy sẽ chọn gì đây? Cái thuật ngữ Artificial Intelligence là gì mới đó? Cái thuật ngữ trí tuệ nhân tạo thì nó bắt nguồn, nó được hình thành, bắt nguồn bởi gì đây? Bởi cha nội này, tại một conference là gì mới đó? Dạ đúng rồi, conference là gì? Conference đó chính là hội nghị. Được chưa? Tại một cái hội nghị.
Đó, thì cái thuật ngữ này nó được tạo hình, nó được hình thành bởi giai đoạn này tại một cái hội nghị nơi mà anh ấy đã định nghĩa hay là giải thích. Nơi mà anh ấy định nghĩa nó là gì đây? Là cái khoa học và cái kỹ thuật là tạo ra những cái thiết bị, những cái máy móc thông minh. Các bạn nhìn, em nhìn vô đây, nhìn thầy làm gì, có giữ gì đâu. Được chưa? Đó, thì câu này sẽ chọn gì mới nữa? Hình thành và định nghĩa, thì chọn câu gì? Câu A. Được chưa? Đó. Học từng vụn luôn đi. Và anh ấy đã định nghĩa nó như là, các bạn nhớ chữ S này, định nghĩa như là nha các bạn. Học từ vựng nha. Rồi tiếp tục cho thầy câu số 17, mới nãy mới dừng bạn nào ta? Em đúng không? Rồi câu số 17 cho thầy. 17 chọn gì? D, soja. Soja. Rồi, ok, chọn D chắc chắn rồi. Afford là gì các bạn? Afford là gì? Động từ các bạn nghĩ là gì? Khả năng thôi hả? Có khả năng chi trả. Được chưa? Afford đi theo với phải có afford gì? Afford to. Được chưa? Đó. Nhưng mà sau đó động từ nha, afford to. To verb cho thầy. Được chưa? Thường đi tìm với can, ví dụ thầy không thể nào thầy có thể đủ khả năng chi trả mua một chiếc xe ô tô được, thầy có thể nói I can't afford a car. Được chưa? Là có tiền mà mua. Được chưa? I can't afford a car. Nhưng mà nó động từ I can't afford to buy a car, hiểu không ạ? Đó, như danh từ thì không cần gì hết, nhưng mà cái động từ phải to, có khả năng chi trả. Và danh tính từ của nó là gì các bạn? Tính từ của nó là gì Bình? Có kiểu như là nó vừa phải, có khả năng chi trả được. Đúng rồi, affordable. Tính từ nha. Có thể chi trả được. Những cái gì có thể chi trả được thì giá cả của nó sẽ như thế nào? Vừa phải. Được chưa? Đó, ví dụ cái TV này mấy đứa có thể mua được. This TV is affordable. Tính từ bằng có to be vậy thầy. Được chưa? Đó, học rất nhiều nha. Càng ngày từ vựng càng nhiều nha các bạn. Đó, ngày hôm nay đứa nào nghỉ cho chị em 20 hàng, đứa nào nghỉ không phép 100 hàng. Hôm nay chỉ có bạn nghỉ không phép thì phải. Có thể chi trả được. Có thể chi trả. Nói về giá cả nha. Rồi, ai chưa kịp từ vựng nào nói thôi. Tính ra này chưa có từ vựng nào chưa dạy luôn các bạn. Vậy hết rồi. Rồi thì câu này chắc chắn là thầy sẽ chọn câu D, ghét. Được chưa? Anh ấy không thể đây, anh ấy không có thể khả năng chi trả để sửa xe của anh ấy. Được chưa? Đã bị đâu xe có xe ô tô nhưng mà không có tiền để sửa. Đó. Rồi tiếp tục thầy Lưu Ngọc Anh. Sure không? Rồi có ai khả năng bất khác? Chắc chắn A rồi, handyman nghĩa là gì em? Trời vỗ tay luôn hả? Trời ơi. Các bạn vỗ tay cho bạn là một tràng pháo tay nè. Handy là gì? Nợ, đồng nghĩa với gì? Đúng rồi, submit cho thầy. Được chưa? Viết vào. Nợ, nợ. Nợ hoặc là đệ trình. Submit các bạn nghĩa là đệ trình các bạn. Được chưa? Nợ hoặc là đệ trình. Các bạn không thể nào các bạn submit ở form, các bạn là nộp cái đơn ở thôi cũng được đi. Nhưng mà các bạn mà tới chính quyền hay tới phường các bạn sẽ chỉ là đệ trình. Được chưa? Trình một cái đơn. Được các bạn. Học tập vào nha, handy đồng nghĩa với submit. Rồi thì câu này chắc chắn là học sinh nó phải nộp rồi. Tiếp tục. Thì cái này chủ động thôi. Rồi tiếp tục con số 19 cho thằng con 19 bị lặp rồi. Rồi con số 20 cũng dễ quá rồi. Câu số 21 cho thầy đi. Làm cho thầy câu này đi Linh. Câu này đã dạy rồi nha. Dạy tụi dưới lớp 4 luôn các bạn. Làm được không? Không được thì chặn lũi. Rồi, câu này có ai biết đáp án? Ai biết đáp án giơ tay lên. Thầy dạy cho Hoàng. Dạ rồi, thầy dạy cho Linh. Dạ rồi. Rồi câu này Bình làm thầy đi Bình. Khó thì để cho Bình nè. Ừ. À, 21. Đề có ai có đáp án không? Chưa chắc là Bình đúng nha. 21 chọn gì? B. 21.
quan trọng các bạn phải hiểu nghĩa, được chưa? Thầy đã dạy các bạn cô đây là chính xác, bởi vì thầy đã từng dạy các bạn refer to chưa? Refer to có nghĩa là gì mình? Trời đất, quên luôn rồi. Xem mà nó vẫn chưa ổn như lắm. Đề cập hoặc là nói đến, nó sẽ đồng ý từ gì đề cập các bạn? Mention. Được chưa? Refer to, refer luôn luôn đi theo với chữ to. Và hầu như đề thi nào cũng sẽ có cái refer này trong một cái câu hỏi. Đó. Ví dụ what does the word it in paragraph gì đó one refer to? Đề thi đọc chắc chắn các bạn sẽ thấy câu này. Các bạn hiểu câu này không? Hiểu không? Trong đề thi đọc nó sẽ in đậm một cái từ x này. Và câu hỏi nó sẽ nói à, cái chữ x này nó đang nói đến đối tượng nào. Các bạn hiểu cái bài này không? Cái bài này các bạn thầy cho các bạn hay làm đó. Chữ x hoặc là chữ đâm lên hả? Được chứ? Đó, ok, chữ refer to đang nói đến cái từ nào. Hiểu được chưa? Thì sau này ôn tập thì thầy sẽ nói lại sau. Được chưa? Refer to nói lại. Refer to đang nghĩa là gì các bạn? Đề cập hoặc là nói đến đi theo với động từ ở giới từ to. Học unit 4 rồi. Trời ơi, sao nước nào cũng quên hết vậy. Rồi, tiếp tục cho thầy câu số 22. Cho thầy luôn đi, lên luôn. A thế chắc chưa? Tại sao em chọn A? Đúng rồi, photographer là gì? Là người rồi. Được chưa? Cho nên phải chủ động. Mà cái này là do chữ H mà, cho nên là không được tu được. Thì con là 22 chọn A. Được chưa? Đó, hồi nãy là cái photograph. Photograph đó chính là cái hình ảnh. Còn này là nhiếp ảnh gia khác. Được chưa các bạn? Rồi ok ha. Rồi bây giờ các bạn bây giờ mình học bài mới. Nhưng mà hôm nay tôi bụng một chút xíu. Rồi commenter là gì? Thợ mộc. Phù hợp. Được chưa? Một bình hà đâu biết biết. Hit the roof là gì? Rồi tức giận. Sở khuyên. Được chưa? Tập trung này nha. Này. Nhắn. Được chưa? Nhắn luôn em. Rồi danh từ là gì? Bảo chỉ. Rồi up to là gì? Have better. Nên. Định nghĩa. Cái này cũng là danh từ của nó. Đây là gì? Nhiều quá dễ rồi. Đây là danh từ là gì? Hình thức hoặc là đường. Nó đi theo với động từ. Đột cái đơn gì thầy xin lỗi. Điền vào cái đơn là gì? Building a form. Được chưa? Còn động từ là gì? Động từ form là gì? Nó quên rồi đó. Là gì? Hình thành. Được chưa? Đó. Hình thành nó sẽ đồng nghĩa từ gì? Tạo hình là gì? Shape. Shape danh từ mang nghĩa là gì? Hình dáng. Được chưa? Rồi muốn có một tạo ra một cái định nghĩa, thầy xin lỗi, tạo một cái thuật ngữ, tạo ra một cái từ, thầy dùng từ gì? Form. Được chưa? Có khả năng chỉ trẻ là gì? Form. Tính từ của nó là gì? Rồi dễ hiểu chưa? Đó rồi. Refer to là gì? Đề cập đến. Rồi cái hội nghị là gì? Conference. Đó, ôm lại cho các bạn luôn. Được chưa? Phải như vậy. Rồi ổn ha. Cuối giờ còn thời gian thì ôm nữa. Rồi bây giờ học cái mới, cái này cũng dễ lắm bạn, năm lớp 10 các bạn học rồi. Thẻ thiệt chứ mấy đứa học mới tháng trước mấy đứa còn quên chứ đừng nói lớp 10. Rồi bây giờ mình sẽ học cái phần này cũng rất là dễ. Đó chính là cái gì? Mình đã học cái này rồi, giờ học lại em. Đó chính là mình sẽ học cái allow. Cho phép. Hoặc là permit, nhắn dòng thứ hai nha. Ai đó, someone to do. Được chưa? Đó, nó sẽ bằng cho phép là ngoài thầy có giữ let, nhưng mà let someone động từ phải như thế nào? Mình có bài hát let ít gì? Let ít to go hay let ít go? Quá là dễ nhớ, cho nên sau let động từ luôn là như thế nào? Động từ nguyên mẫu. Được chưa? Đó, sẽ từ từ để thầy chép hết cho các bạn ví dụ, rồi sau đó các bạn muốn viết sao viết. Rồi, đầu tiên nó ví dụ là gì? Mẹ của tôi thương cô ấy đi. Cho phép allow, nhưng mà cái này quá khứ đi. Được chưa? Quá khứ thì tell me đi. Còn hiện tại đâu thì chỉ còn tell me. Từ từ viết nha các bạn. Được chưa? Cho phép tôi. Được chưa? Đi ra ngoài thì phải là gì? Là gì? To go out. Được chưa? Nếu mà hiện tại đâu nói một cách chung chung, một cách thói quen thì hiện tại đâu tell me. Còn quá khứ thì ngày hôm qua chẳng hạn vậy thì dùng quá khứ đâu. Hoặc là ta có thể sử dụng gì? Thôi gì đấy.
permit. Nhưng mà quá khứ thì phải như thế nào? Thì mình đi nhưng phải như thế nào nữa? Gấp đôi ta. Hoặc là permit chứ còn thêm S thôi. Được chưa? Đó, như thế này thôi. Ok. Rồi, thêm một cái cùng thì nó sẽ y chang như là cái gì? She. She gì các bạn? Y chang như gì nữa? Có sẵn rồi mà. Hai cái thì còn cái nữa là gì? She gì? She left. Nhưng mà quá khứ của left là gì? Là gì? Quá khứ của left là gì? Quá khứ của left là gì? Là left it. Dở quá, trời đất ơi, đâu ra? Đó, thằng này nó ngoài hậu, thằng này nó giờ thấy chưa? Ui cha, quá khứ của left còn là left. Trời đất ơi, chứ nó nói gì? Quá khứ của left còn là left. Còn nếu là hiện tại đơn thì left tên left đơn giản. Là chưa, left me. Nhưng mà sau left me động từ như thế nào? Nguyên mẫu, go out. Được chưa, có thích thì thêm cái at night vào thà vào buổi tối. Được chưa, đó, hiểu được chưa, đề thi nó sẽ ra cái này, là viết lại như thế này. Nhưng quan trọng phải có gì trước? Có gì trước, xác định gì trước? Lúc nào cũng xác định cái gì trước. Cái thì, đúng là sao làm. Rồi sau đó có chủ ngữ như thầy, đơn giản chứ. Tôi làm từ từ thôi, mấy đứa làm ẩu quá. Nhắc đi nhắc lại, cũng hiểu quên, được chưa, biết cái vụ rồi. Ai biết rồi thì thôi, hoặc biết mình thì thôi, trừ mình thôi, còn tất cả còn lại biết hết thế này. Thật hả? Nó làm lúc nào em? Hết luôn hả? Thầy đang hỏi em là ủa nhưng mà quên, nó mang nghĩa là gì? Cho phép. Cho phép. Được chưa? Thì nó sẽ có cấu trúc thì buộc em phải học cấu trúc thôi. Allow và permit. Cho phép ai đó làm cái gì đó. Sau hai cái này còn một cái tông ngữ là ai đó. Và động từ phải có từ. Được chưa? Nhưng mà tiếng Anh nó cũng có cho phép ai đó. Người ta không thích dùng chữ allow, người ta không thích dùng chữ permit, người ta sẽ dùng chữ let. Được chưa? Đó, dùng của let ai cho phép ai đó. Nhưng mà sau let someone thì động từ phải như thế nào? Nguyên mẫu là từ đối không có thu. Được chưa? Thì đi về thầy biết cho các bạn cái ví dụ này. Một cái nếu mà mình nói một cách chung chung, à mẹ thầy thì chắc chắn là lớn rồi, mẹ thầy cho phép thầy đi ra ngoài vào buổi tối. Một cái thói quen hoặc là một cái sự thật. Được chưa? Cho nên thầy dùng hiện tại đơn. Mà hiện tại đơn đang động từ mà dùng usit. Chứ là phải thêm được chưa? Nhưng mà quá khứ ví dụ ngày hôm qua, ví dụ như là ở ngoài trời mưa bão đi, mẹ thầy không cho phép thầy đi ra ngoài, thì đã cụ thể chưa? Có thời điểm cụ thể chưa? Rồi ngày hôm qua rồi, cho nên thầy dùng quá khứ đơn. Quá khứ đơn của Olam chứ còn thêm thì đi cho phép ai đó, cho tôi nè đi ra ngoài, go là động từ rồi phải có tú, được chưa? Nhưng mà bây giờ permit thì cũng tương tự, nhưng mà permit thì phải, nếu quá khứ đơn em phải gấp đôi chữ tên, được chưa? Còn thì thằng thích chữ allow, thằng thích dùng permit, thầy dùng chữ let. Nhưng mà let, quá khứ của let nó vẫn là gì? Let. Nhưng mà nếu hiện tại đơn let thì cũng phải thêm s. À, nhưng mà cho phép ai let, cho phép ai đó, nhưng mà sau let động từ như thế nào? Nguyên mẫu, nắm được chưa? Lưỡi từ đúng không? Chắc không? Ok nha, rồi viết vào thầy. Thì cái này cũng y chang luôn thầy, thôi thêm một cái nữa. Cái này đang chủ động hay bị động không ạ? Chủ động hay bị động? Chủ động. Vậy bị động thì dưới nào? Bị động thì dưới nào? Bây giờ người chủ động là gì? Người chủ động là gì? Mẹ cô ấy cho phép tôi đi ra ngoài thì đối tượng chủ động là gì? Cô ấy, được chưa? Vậy đối tượng bị động là gì? Là tôi. Nhưng mà đây tân ngữ mình đổi lại cái bị động thì mới phải thành gì? Ai? Được chưa các bạn, hiểu không? Đó, được chưa? Nhưng mà nếu mà quá khứ thì phải ai gì? Bị động á. Ai thì ai gì? I was. Hiểu không? Chứ sao I was được? Nếu hiện tại đâu thì ai gì? I am. Được chưa? Nhưng mà cuộc 3 kia đối với bị động dùng cuộc 3 hay cuộc 2? Cuộc 3, nhưng mà vô tình cuộc 2, cuộc 3 của những tụi này nó y chang nhau. Không biết đổi gì nữa. Được chưa? Thì có thể nói I was allowed. Thôi mình biết một cái thôi các bạn. I was for the man and I was allowed hoặc là I was permitted. Được chưa? Đó. To go out. Thích thì thần tài thôi cũng được. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp này không ai nói I was let các bạn. Không có I was let, nó chỉ có I was allowed hoặc I was permitted to go out thôi. Muốn viết lại thì viết lại như thế này. Được chưa? Không có I was let. Được chưa? Có nhưng mà người ta không thích nó vậy, người ta I was allowed là thôi. Ok. Đó.
Hiểu không? Ai chưa hiểu chỗ nào không? Thì nói vậy giống như bà bạn Phú không hiểu chỗ nào thì nói đi đó. Các ai chưa hiểu chỗ nào? Hiểu mình tính ổn không? Rồi tính sao nhìn giống diễn viên quá ha, diễn viên điện ảnh á, là năm sau có định vô sao có điện ảnh không em? Trời tắt giận cái gì trời. Rồi hiểu không các bạn, kịp không? Rồi nhưng mà giải bộ cái này câu gì đấy, bị động như ở thể khẳng định, còn phủ định thì như thế nào? Phủ định thì như thế nào? Thì not, I was not thôi, đơn giản được chứ đó. Ok ha, nhưng mà giả bộ tôi nói luôn cái này, cái này mình khẳng định đúng không? Nhưng mà để bây giờ thầy sửa đúng với trường hợp phủ định, được chưa? Phủ định thì đây quá khứ sẽ thành gì? She allowed, vậy cô ấy không cho phép là gì? Quá khứ nha, thì she gì? Phủ định nha, she gì? Quá khứ có động từ thì phải dùng gì? Trợ động từ không là gì? Didn't. Được chưa? Nhưng mà một kia là didn't, biết đúng rồi, didn't. Một kia là didn't thì động từ phải như thế nào? Nguyên mẫu, bạn nào chưa biết tôi biết luôn như này. Đây là phủ định nha, đây là phủ định. Rồi kia ai chưa biết thì biết như này. I didn't gì đây, she didn't gì đây? Allow nguyên mẫu. Được chưa? Còn nếu mà hiện tại đơn thì she gì đây? Có she didn't nữa không? She gì? Oh, she doesn't. Được chưa? She doesn't allow, động từ cũng nguyên mẫu một lần nữa, bởi vì đã có doesn't rồi thì biết lại thay thôi, allow me to go out thôi. Được chưa? Trường hợp này cũng tương tự, cũng tương tự luôn các thầy. Này quá khứ em hiểu không? Chia hai trường hợp, chia hai trường hợp, một cái là quá khứ, một cái là hiện tại đơn. Được chưa? Mà quá khứ phủ định mà có động từ thì phải sử dụng didn't như thế này. Một cái đã didn't động từ như thế nào? Một cái đã có didn't động từ như thế nào? Động từ nó bỗng đi hả? Và dùng như mẫu thôi, đã có didn't đã mượn rồi, được chưa? Còn hiện tại đơn thì không dùng didn't, phải dùng doesn't, dùng của sẽ. Hiểu chưa? Đó rồi, tương tự các bạn thay thế thầy chữ gì đây? Chữ permit và chữ permit thế này thôi. Được chưa? Đó. Permit nó ít ra hơn là allow. Trường hợp là cũng tương tự, she didn't let me, hoặc là she doesn't let me. Được chưa? Bạn không biết nhưng các bạn chắc chắn rồi không con? She didn't, she didn't let me, she doesn't let me. Nhưng mà go out, trời, thầy dĩ mắt mình nghĩ luôn đi đó. Ai chưa hiểu chỗ nào? Có ai thấy rối chỗ nào không? Hiểu vậy em chắc nha, biết không hết chưa? She didn't let me, hoặc she doesn't let me go out. Đó, phủ định luôn. Nó còn câu hỏi, nó còn hỏi không nè? Hỏi không hỏi. Rồi, mới có một cái thôi nha, còn nữa nha. Rồi, có ai chưa kịp không? Có ai chưa kịp chỗ nào không? Ổn hết chưa các bạn? Rồi, nó còn thêm một cái nữa. Có còn nói không ta? Nói luôn. Không biết là có ra không thì chơi luôn thầy. À, cái này là mới một động từ luôn, bao nhiêu cho ai đó một cái sự cho phép, được chưa? Give someone permission to do, được chưa? Đó, thì nguyên cái này thì nó cũng giống cái trang thôi, các bạn chỉ còn biết đổi chữ ghi thôi, được chưa? Đó, cho phép ai đó làm cái gì luôn, cũng cho phép ai đó cũng làm cái gì, nhưng mà cái này nó dài hơn chút xíu thôi. Thay vì thầy dùng allow someone thì giờ ghi someone permission to, được chưa? Thay thế thôi. Bởi vì permission nó là danh từ của cái từ nào các bạn? Nó là danh từ của động từ nào? Permission là danh từ của động từ nào? Permit là, được chưa? Đó. Các bạn thắc mắc ai không biết nghĩa như thế nào không? Cũng là cho phép ai đó, cho để cho ai đó sự cho phép làm gì đó, thì nói nhanh gọn là cho phép ai đó làm gì đó, được chưa? Ví dụ I gave my students permission to, ví dụ như là thầy gì, thầy cho phép mấy đứa đúng không? Cái gì ta? Thầy cho phép mấy đứa vậy? Thôi thầy cho phép mấy đứa khen thầy đẹp trai nha. Được không? Được không các bạn? Chấp thuận không?
Thôi giỡn thôi, thầy cho phép mấy đứa thôi đi ra ngoài cũng được, nhanh gọn thôi, nhanh gọn thôi. Cuối cùng như khỏi còn 5 tăng. Đó, bởi vì mấy đứa, ví dụ như là mấy đứa học đây, thầy cho phép mấy đứa ra ngoài đi ăn uống lấy gì đó, thoải mái, rồi về. Đó. Kịp chưa? Thì cái này, thì gì đây? Quá khứ được. Được chưa các bạn? Đó. Hiện tại đang ghi, nhưng mà chủ xếp thì ghi she gives. Được chưa? Cái như đó thôi. Kịp không? Thầy có nói gì không? Những cái phần này đề thi đại học có thể ra nha. Mấy năm nay chưa ra, năm nay có thể ra. Được chưa? Rồi kịp nha. Rồi thêm một cái cuối cùng rồi mình sẽ làm bài tập. Hai cái nữa phải một cái. Đó chính là cái gì? Đó chính là chữ khiến ai đó làm cái gì đó. Khiến là gì các bạn? Make some. Make động tân ngữ luôn thầy. Còn sau make động từ phải như thế nào? Động từ nguyên mẫu. Được chưa? Động từ nguyên mẫu. Được chưa? Quá khứ của make là gì các bạn? Quá khứ của make là gì? Là may thôi. Thì các bạn coi là nó quá khứ hay hiện tại. Được chưa? Cho nên thầy nói make và may. Thì mang nghĩa là gì? Bắt hoặc là khiến. Được chưa? Đó. Cái gì đó làm gì đó. Được chưa? Bắt hoặc là khiến ai đó làm gì đó. Cái gì đó các bạn, bởi vì tâm ngữ. Được chưa? Tâm ngữ là vừa có thể người, vừa có thể vật, thì nói chung là tâm ngữ. Nhưng mà đa số là người. Được chưa? Ví dụ ở đây em có thất tình không? Thật hả? Có thất tình hả em? Không buồn. Ồ, vậy luôn là Phú hả? Chắc là Phú rồi. Được chưa? Rồi, vậy người yêu của Phú khiến cho Phú khóc. Được chưa? Có cái động từ rồi. Khiến cho Phú khóc là gì? Là cry là động từ rồi, đúng không? Đó, cho nên là thầy sao nói gì? Nhưng mà đó thì gì các bạn? Đó thì gì? Quá khứ. Được chưa? Thì kia thì có thể nói là gì? She make me cry, như thế này thôi, đơn giản, cô ấy khiến tôi khóc. Được chưa? Đó. Một câu ví dụ rất đơn giản. Hoặc là she make me smile. Được chưa? Cô ấy khiến tôi cười. Được chưa? Đó, giống như em nè. Đúng không? Mỗi lần thầy thấy em thì như thế nào? Mặt ổi á. She make me cry là quá khứ ha. Đó, nhưng mà nếu mà nói một cách chung chung, ví dụ mỗi lần anh thấy em thì em đều làm anh cười đó. You make me smile. Được chưa? Đó, đây là hiện tại đơn các bạn ha. Rồi cũng học cái hàng một cụm thành ngữ đó, chứ là gì? Make someone biết tắt ra, biết nhà ra luôn nè. Someone's days. Make someone's day đó chính là gì? Nó là gì? Mình nhớ mình cũng quên, xem hiểu quên, biết cho mình biết mà. Cụm này làm ai đó vui. Được chưa? Làm ai đó vui. Rồi thầy ôn mấy đứa đi hồi đi học kỳ rồi, sao mày dư quên dữ. Đó, ví dụ ngày hôm nay tự nhiên đứa nào cũng khen thầy đẹp trai. Oh, you make my day. Được chưa? Sao mấy đứa này làm thầy vui với ta? Được chưa các bạn? Nhớ thầy cụm này nha. Khiến ai đó vui. Một ngày ai đó vui. Được chưa? Đó. Thầy thấy bình thường mấy đứa, một cái lời khen nó đâu có chết chóc gì đúng không? Cứ mỗi ngày vô thầy khen thầy thôi. Đúng không? Đúng không lên? Đó. Thôi, mình phải sống tích cực lên. Rồi, được chưa? Thầy nhớ thầy make someone's day là khiến ai đó vui. Được chưa? Rồi, ổn các bạn ha. Thì sau make động từ tiếng máu. Được chưa? Mang nghĩ là gì? Mang nghĩa là gì? Bắt hoặc là khiến hoặc là làm cái gì đó. Được chưa? Đó. Bắt, làm, cái này là làm nè. Bạn, cô ấy làm tôi khóc. Được chưa? Thêm chữ làm nữa thầy. Làm nữa. Cho nên tùy trường hợp nó sẽ gì đấy? Nó sẽ khác nghĩa. Được chưa? Ví dụ cô ấy bắt tôi. Cô ấy bắt tôi. Đây bắt là mang tính ép buộc đó các bạn. Cô ấy bắt tôi làm gì ta? Cô ấy bắt tôi làm bài tập ở nhà đó. Thầy tôi bắt tôi làm bài tập ở nhà. She make me do homework. Được chưa? Đó, thì tùy trường hợp nó sẽ có mang nghĩa khác nhau. Còn cái này là gì? You make me smile là gì? Bạn gì? Bạn khiến tôi cười. Được chưa? Tùy trường hợp dịch khác các bạn ha. Cái này gì? Cô ấy khiến tôi khóc. Cô ấy làm tôi khóc. Có cô ấy bắt tôi khóc không? Không, cái này mới là bắt nè. Bắt buộc, hiểu được chưa? Đó.
Rồi, ổn ha. Thì nếu mà bắt buộc á thì nó sẽ đồng nghĩa từ này force someone to do. Được chưa? Nó sẽ đồng nghĩa với make someone do. Nếu nó mang nghĩa là gì? Bắt ai đó làm gì đó. Được chưa? Đó. For someone to do. Thầy dạy cái mấy đứa sau for động từ có tu chưa? Dạy chưa? Dạy chưa? Dạy rồi. Đó. Còn make someone do, nhưng mà nó phải mang nghĩa là bắt ai đó làm gì đó, mang tính ép buộc. Mấy giờ rồi? 7:55 hả? Ủa lộn gì? 6 giờ hả? 6:55 hả? Thằng biết coi giờ đó mấy đứa? Năm mấy? Năm mấy? Thì cực mấy đứa sao cho không cho cái dòng chữ đi. Rồi kìa các bạn, còn thời gian làm bài tập ha. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Còn gì nữa không ta? Còn cái nữa, nhưng mà cái này đã ôn rồi. Đó chính là thuyết phục ai đó làm cái gì đó. Đó chính là convince xong là gì? Persuade someone to do something. Nó sẽ đồng nghĩa với gì? Get someone to do something. Đừng nhớ có nói gì không em. Rồi, ổn ha. Cho các bạn 2 phút coi lại bài. Rồi mình sẽ làm bài tập. Được chưa? Thì em phải có cái thời điểm, phải xác định nó đang kinh thị nào. Được chưa? Là buộc phải xác định trước thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì chắc chắn đề thi nó sẽ cho em dấu hiệu để biết nó thì gì. Em hiểu không? Đó. Có ai thắc mắc gì hỏi thầy? Ai đúng không? Có gì không em? Rồi. Coi lại từ đầu tới cuối đi, nãy giờ thầy nói gì. Thì coi lại mình sẽ làm bài tập 7 cái bài cuối này. Trời ơi, nãy giờ nó có bị mất gì không? Coi lại nha, coi lại nha. Gì ạ? Ai đứa làm mỗi 2 phút vậy ạ? Sau này các bạn vô các bạn đặt điện thoại luôn nha. Để chế độ im lặng nha các bạn. Coi lại chưa? Ủa làm thi khối C em. Không biết luôn rồi trời đất ơi. Chắc lớp mình là sau này thi tiếng Anh hết rồi đúng không? Thi tiếng Anh là tiếng Anh hết rồi đúng không? Trời ơi, thi thầy kéo chưa? Kéo gì nhìn cứ đâu cười, ta kêu kéo thôi đứa nào cười vậy. Rồi vô mong luôn nha các bạn. Rồi bài số phòng số 5. Phòng số 5 đây là một bài tự luận. Đây là một bài tự luận. Nhưng mà nên đề thi cái mấy đề thi học kỳ thì nó sẽ có sẵn đáp án cho các bạn ABCD. Tờ cũ các bạn, đó là tờ cũ. Mặt sau phòng số 5. Ngày hôm nay là chắc chưa có thời gian để làm cái kia đâu. Rồi phòng số 5 nè. Câu số 1 nãy mới dừng có ai đó Linh đúng không? Rồi chúc làm thầy câu số 1 nè. Anne persuaded her parents to buy her a robotic doll. Nó bự lên các bạn cùng nghe nè. Câu này em dịch thầy coi. Persuaded là gì? Là gì em? Nó bự lên. Thuyết phục thì dịch nó bự lên. Chứ sao nó nhí nhí sao mà thầy nghe? Không nghe luôn. Không có nghe. Trời ơi em ơi. Thầy nói từ sáng tới giờ mà cái giọng thầy vẫn như vậy. Mà em ngồi được đó rồi em bữa giờ sáng giờ có nói gì không? Thì nó bự nó tất cả cười nghe chứ sao thầy nghe được. Im lặng này các bạn. Ai thuyết phục? Được chưa? Vậy câu này persuaded thì thuyết phục thầy dùng cái gì khác? Gì mà coi nữa, nãy giờ nói quá trời quá đất rồi. Từ gì? Cái gì vậy trời? Permit và allow nó nghĩa là gì em trốn? Permit và allow nó nghĩa là gì? Cho phép. Mà cái này thuyết phục là dùng cái cụm gì? Đồng nghĩa với persuade là gì em? Đồng nghĩa persuade là gì? Rồi viết cho thầy 20 hàng luôn nha.
tới giờ mà sao mà cái kỳ cực kỳ cực kỳ rút hả? Đồng nghĩa của sway là gì? Thầy vừa có ôn rồi, đó chính là gì? Convince. Hoặc là gì nữa? Hoặc là gì? Hồi nãy thầy nói thì không nghe rõ thì phải nói lại với thầy chứ. Get someone to do cái gian thôi. Persuade hoặc convince someone to do something. To do thì là cái gian thôi, chỉ có thầy tới thì get là bằng mấy cái này thôi. Thì bây giờ em phải xác định cái thầy, con này giờ em sẽ xử như thế nào đấy. Làm được không? Thì làm nữa ta coi, ủa không hiểu hả ta? Không hiểu hả? Bây giờ thuyết phục cái này cũng thuyết phục, bây giờ thay thế cho thầy thôi. Thành viên nó phải như thế nào? Em đeo hoặc là gì? Hoặc là gì? Ghét thôi hả? Cái gì mà thầy đang hỏi em để làm những cái bài này lúc nào cũng phải xác định cái gì trước cho thầy? Thì đây là thì gì? Quá khứ gì chứ? Quá khứ đơn. Vậy ghét thì gì? Quá khứ đơn của nó là gì? Hiểu chưa? Đó thì con này em sửa lại thôi coi. Ngoài chữ convince là thầy có thay đổi gì nữa không? To buy giữ nguyên hay là buy phải như thế nào? Cái gì? Em boss làm cái gì? Em không hiểu đến sao vậy? Sau tu thì động từ phải như thế nào em? Thì tu ba đi bỏ tu ba chứ bắt mới gì em bỏ chi bó là cái gì? Có hiểu không? Nhà quan trọng là hỏi lại có hiểu không? Hiểu không? Chắc không? Thầy hỏi là có chắc không? Làm sao? Chốt. Chứ sao vậy? Thầy đang hỏi là em có hiểu hay không? Em không hiểu chỗ nào thì em nói để thầy hướng dẫn lại chứ em cứ im im làm sao thầy biết? Em không hiểu chỗ nào? Em không hiểu chỗ nào? Thôi các bạn làm tiếp tục này coi. Em không hiểu chỗ nào thầy hướng dẫn các bạn. Làm tiếp tục đi, em không hiểu chỗ nào hướng dẫn. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó kêu? Tại sao? Chỗ nào kêu? Em hiểu nè. Em thuyết phục bố mẹ cô ấy mua cho cô ấy một con robot và một con phê robot. Thì con em coi nè, persuade là gì? Cộng từ, song ngữ là gì? Vocabulary. Rồi sau động từ là có gì? Rồi có ai chưa hiểu câu đó không? Cái câu đó các bạn chỉ còn nhiệm vụ như thế nào thôi các bạn. Biến persuaded thành gì? Thành viên và thành gì? Thành viên, còn chữ ghét thành chữ gì? Gót, nhanh gọn, không còn sửa gì nữa. Được chứ? Thầy đã nói rồi, không hiểu, dù có hiểu 50% cũng nói này để thầy hướng dẫn lại cho dễ hiểu chứ có gì đó. Rồi tiếp tục con số 2 cho thầy luôn, bạn bên cạnh này tên gì ta? Trường, rồi. Sao là gì? Gì thất vọng như vậy? Sao nghẹt á? Sao là gì? La hét. Trời đất ơi, tới giờ mà còn. Sao nghẹt. La vào mặt ở đó. Chửi vào mặt ở đó. Được chưa? À, mày chưa biết thì biết vào sao nghe được chưa? Nhưng mà dịch như vậy là được rồi, còn vế sau thì khỏi không quan tâm. Thì câu này là gì? Làm cho. Thì câu này em thay thế như thế nào? Nó bự lên chữ kho thành chữ may may ma ke hay là may nhe ở may nhe. Rồi còn gì nữa không? Thay thế gì nữa không? May her parents gì nữa? Bỏ tu hay là vẫn còn giữ tu? Ừ, bỏ tu đi thôi. Được các bạn, thì câu số 2 thì viết lại đó chính là cái gì? Bởi vì cause cái gì mấy đứa? Gây ra hoặc là bắt cái gì đó. Được chưa? Khiến làm cái gì đó. Cause là khiến, được các bạn? Cause là khiến. Khiến ai đó làm cái gì đó. Được chưa? Cause, tâm ngữ, cộng, tu đúng.
Mình chưa khiến ai đó làm cái gì đó. Thì câu này là gì? Soon add results. Khiến thằng thích nữa, thầy dùng chữ may. Told parents. Được chưa? Mà sau may động từ nguyên mẫu, bỏ tu đi. Sao mẹ chúng ta sẽ đọc? Đơn giản chưa? Đó, như thế này nha. Thầy nói nhắc các bạn, những cái bài viết, những bài tự luận này viết lại thì vui lòng viết đúng chính tả. Ngữ pháp đúng rồi, mà giáo viên còn bắt chính tả của các bạn nữa. Các bạn có nhiệm vụ các bạn viết từ, các bạn copy lại thôi mà các bạn để cũng sai nó cũng chết luôn. Hồi sáng nay luôn có một bạn lớp 11 cũng vậy, ngữ pháp làm đúng nhưng mà chính tả bị sai, cô đó bỏ luôn. Uổng không? Rất là uổng. Được chưa? Kiểm tra lại chính tả nữa. Rồi, tiếp tục câu số 3 đó thầy luôn đi Cường. Dịch cho thầy. Đó, thì con này em chơi gì đây? Rồi, thì đọc từ đầu tới cuối luôn thầy. Fong's brother, father made him gì? Đúng rồi, đơn giản thôi. Đây thì gì đây? Ờ, quá khứ, man. Thì quá khứ gì thầy? Chứ quá khứ đơn ha. Made him study. Rồi, viết lại thôi. Được chứ bạn, quá dễ rồi. Có chữ for sao mà, được chứ? Rồi, tính nắm được câu số 3 không tính? Chắc kịp không? Rồi, làm thầy câu tiếp theo luôn đi. Hiếu dịch cho thầy câu số 4. Do the chore có biết nghĩa không? Rồi, tiếp vào, do the chore là gì nữa? Làm việc nhà. Do the chores là làm việc nhà. Được chưa? Đó. Viết vào học từ vựng nha. Thì anh trai lớn của Jen thuyết phục cô ấy làm việc nhà cho anh ấy. Thì con này em sử dụng như thế nào đây? Ghét thầy gót. Ừ, gót cho thầy, được chưa? Gì này nữa? Rồi, nhiệm vụ chỉ còn gì thôi. Convinced thành gót. Các bạn thôi viết lại, bỏ convinced thành gót. Xong, quá dễ dàng. Được chưa? Đó, hoặc là persuaded cũng được. Cái này không còn viết nữa, chỉ còn thay thế. Rồi tiếp tục câu số 5 cho thầy luôn đi Linh. Dạ, hay là dịch. Ờ, dịch cho thầy trước. Dạ, bố mẹ của Richard không cho phép anh ấy xem TV sau 9 giờ. Được chưa? Đó, thì con này đang thị gì? Dạ, thì hiện tại đơn. Ờ, phải nhìn vô, phải biết xác định thì hiện tại đơn. Dạ, em chơi cho thầy coi. Dạ, thầy đông và biết thành đơn ở lao. Đơn và biết thành đơn ở lao. Tu quá thành gì? Dạ, tu quá. Vẫn là tu quá đúng không? Được chưa? Rồi, ngoài thầy thích dùng chữ allow nữa, thầy dùng từ gì? Don't let him quá. Được chưa? Thì thầy nói lại với các bạn ha. Đó chính là gì? Câu số 5. Viết lại luôn, mất con. Richard's parents don't allow. Được chưa? Bởi vì chủ số nhiều mà, bố mẹ mà. Don't allow gì đây? Viết lại thôi. Don't allow him to watch. Được chưa? Bởi vì allow xin mấy trang, nhưng mà don thì phải don't let thì động từ nguyên mẫu. Don't let him watch thôi. Được chưa? Nhưng mà câu này viết cho thầy lại một câu bị động có chủ ngữ là Richard cho thầy Hoàng. Cho thầy chủ ngữ đó chứ là Richard thôi. Richard được, không được cho. Ừ, không được cho gì? Không được cho phép xem TV sau 9 giờ. Đúng rồi, thì chơi như thế nào? Richard gì? Này, Richard Richard A A Permitted A Permitted To watch her TV. To watch gì đó? Her TV after 9. Her TV after 9. Cái gì nữa? Còn ai nữa? By Richard Barron. By his parents thôi được rồi, nhưng mà con này em coi lại sai chỗ nào? Con này cho phép hay không cho phép em? Isn't. Trời ơi, thầy đâu có bên cạnh thầy nhắc đâu, đúng không? Phải easy các bạn. Isn't chứ thầy chứ. Is not thì đừng viết isn't, is not chứ thầy. Được chưa? Vừa mới tập hợp allow. Được chưa? Richard is not permitted hoặc là allowed to watch a TV after 9 by his parents. Được chưa?
cái này không có let đấy các bạn, cái này không dùng Richard is not let. Các bạn không phải nói hey, Richard is not let, một là permitted hay là allowed. Đó là kỹ này, phải nhớ cái nghĩa có phủ định khẳng định như thế này chứ thầy đâu có bên cạnh thầy nhắc các bạn hoài đâu. Rồi nhưng mà giờ vẫn là câu chủ động, vẫn là câu chủ động. Viết xong chưa viết hết nha. Vẫn là câu chủ động nhưng mà bây giờ chủ ngữ đó chỉ là Richard parent. Thầy không thích dùng chữ allow, thầy không thích dùng chữ permit, thầy sẽ dùng cái từ nào đó các bạn? Let thôi, let động từ nguyên mẫu, còn từ nào nữa dùng không? Give gì em, give cái gì em thằng anh? Thì sửa cái này luôn. Richard parent gì đó gì give em permission gì đó. Bấm tu luôn cái thầy. Permission to watch. Được chưa, biết lại. Đó, biết thêm cái này cho thầy. Chấm chấm chấm, biết lại từ đầu tới cuối. Được chưa? Đó. Vậy tổng cộng có mấy cái cho phép? Mấy cái, tại vậy các bạn? 4 cái. Được chưa? Đó. Có 3 cái, ghi xong qua permission. Rồi allow và permit có tu, còn let nguyên mẫu. Được chưa? Rồi, tiếp tục cho thầy câu số câu số 6. Câu số 6 cho thầy. Làm cho thầy đi phút. Làm luôn đi, khỏi dịch đi em. Em cho thầy hai cách. Câu số 6, Jack's parent. Allow nó phải như thế nào? Đúng rồi. Nhưng này là gì đây? Đây là allow, nhưng mà giờ allow rồi, em thầy sửa lại. Để bạn làm. Allow nó có sửa ra câu đề allow cho em biết allow nữa. Thằng này nó không hiểu hay sao vậy trời. Tự nhiên allow thì em ghi lại chữ allow là làm gì? Nó phải permitted hay permitted met? Tại sao? Quá khứ. Rồi permitted, cái này không phải phủ định thì thôi. Permitted gì nữa? Thêm nguyên mẫu hay có tu? Có tu thì viết lại đi chàng. Đó. Thật chưa, nhưng mà giờ ông thích permitted thầy cho gì đây? Jack's parents gì? Let như thế nào? Tại sao? Rồi gì nữa? Rồi chắc chắn là không có tu. Viết lại. Được chưa? Rồi chơi khác nữa thầy. Jack's parents Give. Gay. Em ai gay, em sắp lại. Em nói gay nha, các bạn nói nha. Ủa gì vậy trời? Liệu cũng là em. Làm này. Gay. Gay gì? Gay. Đó kiểu như là gì mình được 99% rồi mà cũng để sai nữa. Rồi gì nữa? Rồi nhanh gọn lại đó thấy không, lúc nào thằng phải bên cạnh mấy đứa thầy đâu phải đôi cánh của em đâu. Rồi ổn chưa? Còn câu cúng cười ai làm đây? Hồi nãy giờ bạn nào chưa làm ta? Cường làm rồi, chờ chỉ hoài em. Rồi tính làm chưa? Rồi chỉ tính làm thầy. I have no clue. I have no clue là gì? Cái gì bị hoài à? I have no clue là gì? Biết nghĩa không? I have no clue là gì mấy đứa? Have no clue hoặc have no idea là gì? Không biết. Được chưa? Biết vào không thầy? I have no clue hoặc là have no idea là không biết. Được chưa? Dạy rất nhiều lần rồi, trời ơi là trời. Dạy 100 lần rồi đó. Rồi, thì câu này em dịch nữa rồi coi. Dịch câu đề. Không biết. Còn biết chưa? Have no clue hoặc have no idea. Nguyên cái cụm này luôn thôi, thầy biết ra nè, khổ ghê á. Have no clue. Đó, hai cái này y chang nhau, để mà nghĩ là gì? Không biết. Không biết, không hiểu. Rồi thử ra coi. Chính phủ, rồi em chép này từ đó thôi. 20 hàng. Cái nào đây? Tính 20 hàng.
sao mắc cọp rồi chơi vậy con em chơi thử coi. Còn viết lại I have no clue nè, viết lại thầy hết nha. Nhưng mà người ta không thích I have no clue, tôi thầy I don't know why đó, biết đó. I don't know why. Được chưa? Đó. Cái gì? Why vậy? The government. Mình gì nữa? Này quá khứ hiện tại. Ờ quá khứ, permitted. Rồi gì nữa? Đây gì nữa? Tu hay là động từ nguyên mẫu? Tu, bởi vì permit nó y chang như họ làm. Tu, hold. Nhưng mà giờ thằng thích cho permit là thầy dùng chữ khác đi. I don't know why the government, gì nữa? Let. Let them gì? Hold. Bỏ tôi đi. Được chưa? Đó. Ok, còn ngay permission thì cũng y chang ghi xong quanh permission tu đâu. Được chưa bạn? Trời ơi, cái này là nó gọi là nó cũng em.